Chương 1: Địa lý dân cư Việt Nam. Bài 1: Dân tộc và dân số. Học xong bài này, em sẽ trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam, phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư, vẽ và nhận xét được biểu đồ về gia tăng dân số. Dân cư là nguồn lực đặc biệt đối với phát triển kinh tế. Việc tìm hiểu dân tộc, dân số có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước hãy nêu một số hiểu biết của em về dân tộc và dân số nước ta. Mục 1. Dân tộc. Nước ta có 54 dân tộc, trong đó người Kinh chiếm tỷ lệ khoảng 85% và các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khoảng 15% tổng số dân năm 2021. Các dân tộc luôn đoàn kết, tạo nên cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phân bố các dân tộc ở nước ta có một số đặc điểm sau. Mục A các dân tộc ở Việt Nam sinh sống rộng khắp trên toàn lãnh thổ. Người kinh cư trú khắp cả nước nhưng tập trung nhiều hơn ở đồng bằng, ven biển và trung du. Các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đồi núi và cao nguyên. Dân tộc Tài, Hơ Mông, Thái, Mường, vân vân. Chủ yếu ở trung du và miền núi Bắc Bộ, dân tộc Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, vân vân. Chủ yếu ở Tư Nguyên, dân tộc Khmer, Cham. Hoa sinh sống chủ yếu ở các đồng bằng ven biển phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Mục B, phân bố dân tộc ở Việt Nam có sự thay đổi. Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các vùng trung du và miền núi, phân bố dân tộc ở Việt Nam có sự thay đổi về không gian. Các dân tộc Việt Nam phân bố ngày càng đan xen với nhau trên lãnh thổ nước ta. Các vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Mục C, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận của dân tộc Việt Nam. Việt Nam có hơn 5 triệu người sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài năm 2021. Là bộ phận quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Người Việt ở nước ngoài luôn hướng về xây dựng quê hương, đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước. Dựa vào thông tin mục 1, hãy trình bày đặc điểm phân bố của các dân tộc ở Việt Nam. Mục 2, Dân số. Mục A, Quy mô, gia tăng dân số. Năm 2021, số dân nước ta là 98,5 triệu người, đứng thứ 15 trên thế giới và thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines. Bảng 1.1, số dân và tỷ lệ tăng dân số nước ta giai đoạn năm 1989 đến năm 2021. Nguồn, Tổng cục Thống kê, tỷ lệ tăng dân số nước ta có xu hướng giảm. Tuy nhiên do quy mô dân số đông nên mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng khoảng 1 triệu người. Dựa vào thông tin mục A và bảng 1.1, hãy nhận xét. Sự thay đổi quy mô dân số của nước ta giai đoạn năm 1989 đến năm 2021. Tỷ lệ tăng dân số của nước ta giai đoạn năm 1989 đến năm 2021. Mục B, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và giới tính từ năm 1999 đến năm 2021. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và giới tính ở nước ta có sự thay đổi. Cơ cấu theo nhóm tuổi, tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi giảm, tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên tăng. Việt Nam đang ở trong thời kỳ dân số vàng và có xu hướng già hóa dân số. Xu hướng già hóa dân số là do tỷ lệ sinh giảm, tuổi thọ trung bình tăng trong những thập kỷ qua. Bảng 1.2, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Việt Nam giai đoạn năm 1999 đến năm 2021. Nguồn, Tổng cục thống kê. Em có biết, tỷ số giới tính của dân số phản ánh số lượng nam giới tính trên 100 nữ giới. Tỷ số giới tính được xác định theo công thức, tỷ số giới tính của dân số bằng tổng số nam chia cho tổng số nữ nhân với 100. Nguồn, Tổng cục thống kê. Cơ cấu theo giới tính. Tỷ số giới tính ở nước ta khá cân bằng, năm 2021, tỷ số giới tính là 99,4 nam 100 nữ. Tuy nhiên Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh rất cần được quan tâm. Năm 2021 có 112 bé trai, 100 bé gái. Hình 1: Tỷ số giới tính của Việt Nam giai đoạn năm 1999 đến năm 2021. Nguồn: Tổng cục thống kê. Dựa vào thông tin mục B, bảng 1.2 và hình 1, hãy phân tích sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta trong giai đoạn năm 1999 đến năm 2021 nhận xét cơ cấu giới tính của nước ta giai đoạn năm 1999 đến năm 2021. Luyện tập vận dụng, luyện tập dựa vào bảng 1.1. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân và tỷ lệ tăng dân số nước ta giai đoạn năm 1989 đến năm 2021. Vận dụng, tìm hiểu và trình bày đặc điểm phân bố của một dân tộc ở nước ta.